THT019 một tràng pháo tay cho bạn Tô Nữ Thùy Linh. Thôi khỏi giả bộ lên cúm đứng cúm đứng. À tôi nói mấy người nghe là cái bạn này nè giả bộ ngửa lên giả bộ. À, dạ xin chào chào. Lúc mà thi xong cái lộn tả đó nguyên người bảo luôn. Thôi đứng kế bên đứng xin lên đây. Rồi gửi lời chào một cách tự nhiên nhất nào xin mời em. Dạ xin chào. Ok. Giả bộ quá. Xin chào tất cả mọi người. Có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chào là giống cái kiểu của game đi sang rồi. Ok. À, sao? Như vậy là từ cái đêm vòng loại đó bạn đã sớm biết là bạn sẽ vào vòng chung kết chưa? Tại vì thật sự mà nói vào đêm đó mình thấy chỉ mình bạn là bạn sáng sân khấu nhất. Tại vì những thí sinh kia là cũng mới học cấp 3 thôi phải không anh? Dạ. Cũng còn. Em mới năm nhất đại học, cũng nhân lớn hơn xíu là được. Trong dưa bạn guitar, mình giới thiệu về bạn guitar của mình tên gì nào để cho mọi người biết. Trời đất ơi, mình giới thiệu về người ta đi, sao để người ta chọn cho mỏ người ta gì. Dạ, em chào mọi người, em tên là Đức, em là bạn Quân Sư. À, bạn hôm nay bạn thi, bạn có biết là cái đêm thi này nó quan trọng với bạn Thùy Linh tới mức độ nào không? Chúng tôi là thường đưa cho Trịnh Vũ đánh bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, Trịnh Vũ sẽ là người chịu trách nhiệm. Còn cái khúc này là bạn đó nha, bạn cháu cái bên là phi trách nhiệm luôn. Bạn hiểu không? Rồi, ok. Thế nha, chúng ta sẽ đến với bạn Tô Nữ Thùy Linh với một ca khúc bình tráng bản mang tên Forever. Qua, xin mời các bạn Đức. Yeah.
Rồi. Ủa khúc cuối là em cố tình vậy hả? Phải không? Phải không? Phải không? Dạ. Vậy anh chịu trách nhiệm hết tiếng đề đấy. Thùy Linh thân mến, thì hồi đó anh đi học á, thầy anh nói là vậy nè, đó là mình làm nghệ thuật, mình biểu diễn nghệ thuật càng cao thì cái người thưởng thức mình phải cao, người ta mới hiểu được. Khi mà em bắt đầu hát á, thế là cái anh quản lý cái bên ấy nói với anh là: em ơi Jerry, cái bé này hát cái gì mà hát nó thấp chuẩn vậy? Nhưng mà thật ra là khi ban giám khảo với anh Gia Bảo là người chuyên hát, với anh nghe em hát là để biết khác. Quý vị có thấy khác không ạ? À? Các bạn thấy khác không? Thấy nó lạ, lạ lùng sủng không? Lạ đúng không? Quá trời lạ. Và khúc cuối cùng, nếu như đó là một cái điều em cố tình hay là em vô ý thì ban giám khảo sẽ nhận xét được. Xin mời vị xét của ban giám khảo. Xin mời Gia Bảo ạ. À. Xin mời Cao Long, xin lỗi vậy. Xin chào Thùy Linh ạ. Thì mình xin nhận xét như các bạn. Thì hôm nay thì anh hát một cái bài hát này và hình như bạn có đang bị vấn đề về giọng đúng không? Dạ không, bữa đi da anh biết em hát nhiều quá. Thì là trong thi thì bạn chương trình đông bà cố luôn đi chi mà cho thử thử bụi không biết thiệt tình. Qua đây có hát cái tượng này đóng ngồi thoải mái không? Bữa đó anh cũng đi coi giam nhưng mà hồi vậy hả? Đứng bên rào á. Thấy chưa đó, thử. Thà mình vậy đi, đi vô trọng đứng chiếc nữa đông. Trời đất ơi, không có oxy nữa. Thì cái bài hát này thì cái giọng hát của bạn là một cái giọng hát nó có cái nét đặc trưng rất là riêng, nó có cái độ khàn khàn, cái độ lạ lơi trong đó rất là nhiều, và mình lúc mà khi bạn thi ở vòng loại thì mình rất là thích. Hôm nay thì có thể là do một phần sức khỏe của bạn, và về cái tông bài hát này thì mình thấy bạn hát hơi thấp, tức là cho cái giọng nữ thì nó hơi thấp, cho nên một cái bài hát mà rồi cái sự bùng cháy lên là nó mãnh liệt lên cái đoạn điệp khúc, thì cái đó là cái Forever One, là cái câu đó mình nghe nó chưa có thực sự đã. Và cái thứ hai nữa là người ta thường nói là mình bắt chước, mình hát theo một cái bản gốc á thì không sao, nhưng mà mình đã làm mới nó mà mình lại làm mới theo cách mà người ta đã làm rồi á và làm y chang luôn thì cái đó là cái không nên. Là bạn hát cái bản cái version này, bạn hát nó giống cái Linh Hương á, từ cái chỗ lên tông này kia cái thứ luôn á, thì nó là cái không nên, làm cho những người mà họ nghe họ sẽ so sánh. Khi mà mình làm thế hành như mình đã làm lại mà mình lại làm lại, nhưng mà làm lại giống với một cái người khác đã làm lại, và y chang nó phá cái cố cấu trúc của bài hát ra như vậy á, là một cái mà cái đó trong nghệ thuật người ta tối kỵ cái điều đó, bạn hiểu không? Khi mà một cái bản original ra và official ra bằng hát theo không sao hết, thì bởi vì đó là cái bản mà đó là một cái quy chuẩn tất cả mọi người. Còn khi mà một người đã làm mới là theo cái cách A này của những cái bản làm lại theo cách A này, cái đó là cái không được, nó không hay, bọn nó sẽ bị so sánh, mà khi mình làm không tốt hơn thì cái kết quả nó sẽ bị phản tác dụng. Và mình thấy vừa rồi là cái nó bị phản tác dụng cái chỗ đó, và mình hy vọng bọn sẽ rút kinh nghiệm trong những cái phần thi sau, và mong là sức khỏe sẽ tốt hơn để có thể vận diễn hiện.